đây là thành phần kích động. À, bà con thấy không? Ổ nhóm phản động nghe lời theo ổ nhóm phản động giờ bị bắt nè, bà con thấy chưa? Chuẩn bị ná, ná rồi đạn để bắn vào cảnh sát cơ động ta nè, bà con thấy chưa? Nghe theo thành phần là như là Tăng Thái nè, Benny Trương nè, rồi Lisa Phạm nè, rồi Rosa Đào nè, Mimosa nè, còn nói là những cái nhóm làm Việt Tăng nè đó, bà con thấy không? Đấy, những bà con trong nước á, nghe theo thành phần ở hải ngoại như là Đào Minh Quân đồ đó, không? Đảng Việt Tăng nè, đảng chính phủ lâm thời nè, đảng của Đào Minh Quân nè đó, bà con thấy không? Bây giờ đã bị bắt nè, bà con thấy chưa? Đấy, đấy, thấy chưa? Ai ra chịu trách nhiệm cho mình? Đấy, ai ra chịu trách nhiệm cho mình? Mình đi tù tội, mình đi tù tội, dốt cuộc ai chịu cho mình? Dốt cuộc cái bọn hải ngoại nó kêu các người đi đi kéo biển tình, đi đi xuống đường đi, nó kích động các người nghe theo nó. Kích động nghe theo lời của chúng nó rồi các người đi bị như thế này. Các người nghe theo nó rồi bị như thế này. Nha. Rồi các người đi tù đi tội, các người có được hưởng cái gì đâu? Nhưng mà người được hưởng ở đây là cái đám Việt Tăng và chính phủ lâm thời và Đào Minh Quân. Việt Tăng á, đảng Việt Tăng á, nó có cái hiệu của nó là hoa mai màu xanh. Đấy. Còn cái đảng chính phủ lâm thời là của Đào Minh Quân là nó xúi ông Dương Văn Thả đi tù rồi đó. Rồi bây giờ nó xúi thêm một số người này nữa nè, nó. Đấy anh chị em thấy không? Nè là cái con này nè, hôm nay nè, đấy. Nó mua ná nè, thấy không? Nó làm ná, nó bắn, nó mua đạn bi rồi nó bắn nè, bà con thấy chưa? Nó ác chưa? Đấy. Rồi chưa nữa. Nha. Rồi đấy, đó hình này, đấy, kéo biểu tình kích động đi đấy. Đó bà con thấy chưa? Chị chào em Hồng. Hồng chút nữa chị gọi Hồng mắc máy nha. Đấy. Rồi bà con thấy không? Ná bắn thun nữa nè. Bà con thấy chưa? Đấy. Ha. Giờ đi tù đấy. Đó, những cái mặt đầu trâu mặt ngựa của lũ chúng mày. Tao cảnh báo rồi ha, mà chúng mày không chịu nghe lời tao mà đi nghe lời cái lũ giặc ngoại xâm thì chúng mày đi tù là phải rồi, đừng có khóc. Đừng có khóc. Các người lớn 50-60 tuổi hết rồi, các người ngu thì các người chịu. Thấy không? Người ta xúi. Người ta xúi các người mà tại sao các người ngu? Hả? Bao nhiêu người dân người ta sao không nghe lời các người, mà các người nghe lời người ta thì các người đi tù. Thì các người lúc này các người đừng có nói là ăn năn hối hận. Các người nhớ ngày 10 tháng 6, ngày 11 tháng 6 mới gàn gàn đây, cách đây có 2 tháng bao nhiêu. Thấy không? Mới gàn gàn đây. Chính các người bị phạt cảnh cáo rồi, thấy không? Chính các người bị phạt cảnh cáo rồi. Tại sao giờ các người còn đi xuống đường? Các người muốn lật đổ cộng sản, các người đang bạo động hả? Các người làm xào xáo lên đất nước để cho mất đi cái nền kinh tế Việt Nam. Đi tù là gán chịu, đừng có trách, đừng có khóc, đừng có nói câu hối hận. Bụng làm dạ chịu, không ai ép mình, không ai xúi mình. Mình đầu lớn rồi, mình có đầu óc mà, mình có trí tuệ mà. Tại sao mình đi làm những điều đó hả? Đất nước hiện nay giờ đất nước hòa bình rồi, hiểu không? Đất nước không còn chiến tranh nữa. Ông bà chúng ta đã hy sinh cho cái đất nước này rồi, thì chúng ta bổn phận làm con cháu thì cố gắng lo làm ăn, xây dựng cái gia đình mình, cho đưa cái gia đình mình nó cho tốt đẹp lên. Thì gia đình mình tốt đẹp rồi thì xã hội mới tốt đẹp, đất nước mới phát triển. Còn đất này cho các người cứ hăng ngồi xuyên tạc đất nước, các người tay trong tay ngoài muốn lật đổ cộng sản, các người mơ đi. Các người ngu lắm, tôi nói các người ngu lắm. Năm 1995 là thằng Mỹ nó mở cấm vận ra của Việt Nam rồi, nó đem cái trụ sở của Việt Nam lên trên đất nước nó rồi, nó bảo vệ một cái lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Thì làm sao các người được lật đổ được cộng sản? Bố Mỹ các người còn phải bảo vệ cái lá cờ trên đất nước của Đảng Cộng sản, trên đất nước của họ, nó làm sao mà các người là lật đổ được cờ Đảng Cộng sản? Sao các người ngu vậy? Các người già rồi mà các người ngu vậy? À đấy.
đấy, Đào Minh Quân đâu ha, Ly Sa Phạm đâu, Tăng Thái đâu, Bê Ni Chương đâu, về cứu ha, Ly Sa Phạm đâu, về cứu đấy, về cứu Ly Sa Phạm, Mi Mu Sa đâu, về cứu, các em hãy về cứu, tao cảm ơn các mày ha, tao cảm ơn tụi mày, tụi mày kích động cho bây giờ đàn em út trong nước tụi bay, thấy không, nó đi tù, nó đi tội ha, nó già hết rồi sao thiếu hiểu quý, nó vì đồng tiền của các mày giờ nó đi tù thì tụi bay đừng bay, tụi bay phải kiếm tiền về, tụi bay phải đi mua vé máy bay về cứu tụi nó đấy, tụi bay thấy chưa, kích động biểu tình đi thì chúng mày sẽ mang hậu quả, chúng mày sẽ lãnh tù tội, chúng mày sẽ trả giá trước pháp luật như vậy đó ha, như vậy đó, để cho những người dân ha, những người dân xì ke ma tí, các em nhìn vào những cái gương này, các em nhìn vào các gương này, các em nên nhớ rằng lo làm lo ăn, nhìn những các gương này thì các em nên nhớ rằng nhìn vào đây nha, nhìn vào đây mà cảnh tỉnh nè, thấy không, trên đất nước Việt Nam mà tụi bay ngông cuồng, tụi bay mặc đồ Việt Nam Cộng Hòa, tụi bay mặc đồ ngụy, tụi bay coi phép nước thế mà tụi bay coi đất nước Việt Nam này, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực Việt Nam này, tụi bay khinh ghẻ quá, bởi vì bay nè, bay coi không ra gì, bay ăn mặc gì nè, bay coi thường đất nước thì chúng bay sẽ trả giá, đúng không, bay đừng có nói, bay nói là tự do ngôn luận, đất nước Việt Nam rất là tự do ngôn luận ha, mà chúng mày ha, chính chúng mày hả, thách đấu hả, thách đấu với Đảng Cộng sản hả, tụi mày nằm mơ rồi, con cháu lũ ngụy chúng mày, lũ giặt tay sai, hiểu không, tụi mày nằm mơ rồi, tao chữ chết con đĩ mẹ chúng mày, hiểu chưa, tao chửi, tao banh cái não tụi mày ra, tao chẻ cứt heo vô chổng cho tụi mày tỉnh, chứ tụi mày đừng ngồi đây tụi mày nói ăn năn cái mã cha tụi bay, chứ ăn năn tụi bay lớn hết trơn rồi, tụi bay già hết rồi nè đấy ha, tụi bay anh hùng lắm mà, tụi bay hùng hồ lắm mà, bây giờ bắt nè tụi bay ngồi như con chó vậy hả, hùng hồ lắm ha, đấy, đứa nào muốn xuống đường thì cứ đi, tao không có cản, cứ đi, có công an an ninh lo hết đấy, thấy chưa, tụi mày thấy chưa, đứa nào muốn xuống đường thì cứ đi ha, đi 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 đi, có ông nè an ninh lo, trời ơi tụi bay anh hùng lắm mà, hùng hồ lắm mà, trời ơi tụi bay nè, thằng nào thằng nấy nè, mập như voi nè, vậy nè đó, đi chăn kiến sướng chứ ha, lúc này đi vô đây chăn kiến rửa bùn cầu cầu xí đồ sướng lắm, thấy không, ăn cơm ký khỏe lắm. Tao nói tụi bay nghe nè, tao nói với cái lũ quỵ tụi bay nghe nè, tao nói cho phe thằng Tăng Thái nghe nè, thằng ta Tăng Thái Bê Ni Chương vô xe đào Mimosa, tụi mày chúng mày biết nè, ngày xưa á Việt Nam thiếu cơm ha, Việt Nam thiếu cơm, bây giờ Việt Nam dư cơm rồi, xuất khẩu gạo qua bán qua tất cả nước rồi, Việt Nam bây giờ cho ăn cơm ký rồi, bởi vì tao tụi bay khoái, tụi bay khoái vào tù ăn cơm ký, tụi bay làm biếng thì tụi bay vào đây ăn cơm ký đó nè, đó đó nè, tụi bay thấy chưa, đấy đấy ha, đấy vui không, đứa nào đấy, tụi bay làm sao mà qua mắt được an ninh, tụi bay làm sao được qua mắt được công an hả, vừa chưa, như vậy vừa chưa đấy. Ừ, đây thằng Quỳnh Chương Ca ha, ha đấy, thằng Quỳnh Chương Ca này, thằng này ở miền Tây nè, ở Đồng Tháp nè, còn Dương Văn Thả là ở An Giang nè ha, lũ chúng mày mà ha, đấy tụi bay á, cứu Dương Văn Thả chưa hả, tụi bay mua vé máy bay về cứu Dương Văn Thả chưa, bây giờ về cứu Quỳnh Chương Ca chưa, về cứu nguyên một nhóm này chưa, đây đấy đủ mặt hết ha. Lần này á, con Ngọc Lan Sài Gòn á, lần trước nó bị bắt nó sợ chết con đĩ mẹ nó rồi, con Ngọc Lan Sài Gòn nó không đâu dám xuống đường, tụi bay thấy nó khôn chưa ha, tụi bay nó thấy con Ngọc Lan Sài Gòn nó khôn chưa, lần trước nó bị một bài học rồi, lần này con Ngọc Lan đâu có xuống đường đó, tụi bay kích đi đấy. À, bị tóm mà rung như cày ăn gậy đấy. Ừ, Minh Dương nói đó. Ừ, bới bà con đó, bà con chia sẻ giùm mình cái clip này ra để cảnh báo những cái đứa, những người dân, quần chúng nhân dân, à, ai thiếu hiểu biết, ai mà muốn ăn không ngồi rồi, ai muốn ăn cơm ký á, thì đi vô kích động mà lật đổ cộng sản thì đi xuống đánh xì ke ma tí đó, ai muốn xuống thì cứ xuống đường xuống đi. Ừ, đất nước của mình, ông bà mình đã hy sinh đánh giặc rồi, người phụ nữ thì bị cưa chân cứt cắt từ cái khúc lóng chân ha,
không khai, thà chết hy sinh cho đất nước để giữ đất nước hòa bình, cho cái đất nước hòa bình. Ha, mà giữ cái đất nước hòa bình hôm nay mà cái lũ chúng bay á, ở lại bây giờ chúng bay phá hoại đất nước. Thật sự á, cô bác ông bà còn sống, ta nhìn những cái cảnh này nè, ta rất là đau lòng. Chính ông bà còn sống, ông bà nói chính ông bà giữ đất nước cho hòa bình, mà chính cái lũ này, con cháu của lũ Ngụy Quân, Ngụy Quyền, xin lỗi một số bà con anh chị em mà Việt Nam Cộng Hòa riêng ra, tôi nói những thành phần này là con cháu của Ngụy, mà những người Ngụy là những người Ngụy cực đoan đó, bà con thấy không? Thằng Văn Chinh Nguyễn, mày là thằng già, mày là thằng đệ tử của thằng chó Nguyễn Duy Tân ha, mày thích tao chiều ha, mày thích tao chiều, mày là thằng đệ tử á, thằng cầm đầu của Nguyễn Duy Tân, thằng già có râu đó, thằng chó Văn Chinh Nguyễn ha. Nè, mày thấy con nhan đệ tử không? Mày thấy chưa, mày hôm nay mày biết khôn nè, Văn Chinh Nguyễn mày đâu có xuống đường đúng không? Mày với con Ngọc Lan Sài Gòn cùng một băng đâu có xuống đường, tụi mày biết khôn đó. Chứ hôm nay mày xuống đường là có cái mặt mày ở trên này rồi, Văn Chinh Nguyễn, hiểu không? Phải có con Ngọc Lan nó khôn hồn á, thấy không? Với con Phi Thanh Hằng nó khôn hồn á, đâu có xuống đường. Cho nên giờ này con Phi Thanh Hằng nó còn ngồi ở nhà, thấy không? Con Ngọc Lan nó còn ngồi ở nhà, hả? Văn Chinh Nguyễn mày cũng còn ngồi ở nhà, mày khôn hồn đó, thấy không? Mày khôn hồn mày ở nhà, chứ lần này mày bước xuống là mày chết con nghĩ mẹ mày là có mặt ở trên cái Facebook của tao rồi, biết chưa? Ừ. Tao đánh tụi mày á, tao đánh mặt trận tư tưởng này, tao đánh cho tụi mày tan nát, cho tụi mày nhục. Tao dập mặt tụi mày chứ đừng nói tao mà sợ tụi mày, hiểu chưa? Cái lũ chúng mày cùng trong nước với tao nè, thích thì tao chiều. Nhà tao chúng mày đều biết, ngày nào tao cũng đọc địa chỉ nhà tao, số điện thoại tao. Thích thì tao chiều, tụi mày muốn chơi cỡ nào tao chơi cỡ đó, hiểu không? Địt con mẹ lũ chúng bay, hiểu chưa? Ở đây tao không có phải là tao tức tụi mày, hiểu không? Thằng Vinh Trinh Nguyễn, tao không phải tức tụi mày, mà tao thích chửi tụi mày. Tụi mày ngu, tụi mày đang phá hoại cái nền kinh tế Việt Nam, đang phá hoại cái sự yên ổn của đất nước Việt Nam. Trong khi đó, những ông bà hy sinh cho đất nước, rồi những ông cụ, bà cụ đã ngày xưa đã hy sinh cái tuổi thanh xuân để cho bọn giặc là ông cha chúng mày ngồi cưa chân, cưa từ khúc chân, kêu gia đình nhận từ khúc chân đó đem về. Đó, chúng mày thấy chưa? Chúng mày thấy chưa? Hả? Mà tại sao chúng mày không biết suy nghĩ mà chúng mày đi lại phá hoại cái nền kinh tế Việt, mà phá hoại đất nước, cái sự yên ổn của đất nước hả? Cái lũ đầu trâu mặt ngựa của lũ chúng mày, hiểu chưa? Những cái thành phần này nè, đấy, con nào thằng nào thì cứ muốn xuống đường thì cứ xuống ha, cứ xuống để cho an ninh nhà nước lo, chuồng chó đã hàng sẵn hết, tụi mày thích thì ở đây chiều, hiểu chưa? Ông bà chúng tao đã hy sinh cho cái đất nước này, giữ chọn cái đất nước này, chọn niềm vui và không còn chiến tranh nữa. Thì hả, cái đám giặc cỏ, cái đám giặc ngoại xâm chúng mày, tao không để cho chúng mày được mà thoải mái mà quậy phá đâu. Ha. Tao không có để cho chúng mày mà quậy phá trên đất nước này đâu. Tao hả sẽ triệt hạ chúng mày hết. Ha. Tao triệt hạ chúng mày hết, không cho chúng mày một con nào mà ngam ngáp trên đất nước này hết. Hiểu chưa? Tao không cho cái một đám lũ chúng mày từ thằng như thằng Biển Mặn, rồi con Phạm Nguyên Thì, rồi từ từ lũ chúng mày sẽ vào, và thằng Thế sẽ vào tù hết. Bây giờ tụi bay thấy thằng Quỳnh Chương Ca không? Gống họng cho dữ, la cho dữ, đòi kéo xuống đường cho dữ, đòi lật đổ cho dữ, rồi bây giờ làm sao hả? Bây giờ nó đi vô đây nó ngồi rồi nè. À, thằng Quỳnh Chương Ca tụi bay nè, cái thằng cầm đầu tụi bay trên Facebook nè, à, thằng Quỳnh Chương Ca, thằng cầm đầu trên Facebook tụi bay nè, để thấy nó không? Đấy, nó cũng gần tỉnh tao, nó giáp ranh với tỉnh An Giang tao nè. Tụi bay thấy thằng Quỳnh Chương Ca không? Ừ? Tụi bay thấy thằng Quỳnh Chương Ca không? À, nó sát giáp ranh với tỉnh của tao nè, nó ở Đồng Tháp tao, An Giang nè. Tao chửi chết con đỉ mẹ nó luôn, và tao thách đấu nó luôn. Và những thằng mà từng chửi tao là ở đâu, là từng ở Đồng Tháp, An Giang không, nó ở chung với địa bàn nhà tao, tao thách đấu nó, tụi nó luôn đó. Thịt con mẹ lũ chúng mày hả, chúng mày hả, là thế nào mày quậy đất nước thì tao dẹp lũ chúng mày, không cho cái lũ chúng mày ở trên đất nước mà quậy phá, hiểu chưa? Địt mẹ lũ chúng bay thì bay xuống đường đi, xuống đường thì bắt lũ chúng mày, hiểu chưa? Tao là người dân, tao không có đánh đập tụi mày,
tao là người dân, tao không cứ gớ vào tụi mày mất công gì không? Tao đánh tụi mày thì tao sẽ đi tù đi tội, tao không đánh. Tao trên đây tao chỉ dạch mặt, tao đánh vào cái đám tụi bay, tao dạch tội tụi bay để cho quần chúng bà con nhân dân được biết. Còn sau lưng đó mà tụi mày đánh phá tụi mày xuống đường thì để cho an ninh nhà nước công an lo. Thấy không? Tụi mày đừng có kích tao. Tụi mày á muốn kích là cái gì nè? Tụi mày muốn chơi tụi mày lại tới nhà tao. Lúc đó tụi mày đụng tao thì tao đụng mày, đó là tại gia đình tao, tao đánh tụi mày không sao. Chứ mà tao mà đi lên trên thành phố, phải không? Mà tao đụng với tụi chặn với tụi mày mà tao đánh tụi mày thì cái đó là tao có lỗi, tao không. Cái chuyện đó tụi bay ra ngoài lên tới chỗ đó rồi tao để cho an ninh công an lo. Chết mẹ tụi bay hết, thấy không? Vui không? Còn đi xuống đường nữa không? À, còn từ đây nè, hồi sáng thằng Tăng Thái đưa cái canh xăng lên kích động xuống đường. À, hồi sáng nó kích động xuống đường rồi bay xuống đường nè, nè thằng Quỳnh Chương Ca nè. Cái Facebook Quỳnh Chương Ca nè, thằng ngày kêu kích động biểu tình nè. Tụi bay thấy cái mặt nó không? Đấy. Tụi bay kêu thằng Tăng Thái bên Chương về cứu. Đấy, chết con đĩ mẹ chúng bay. Chúng bay ha. Chúng bay là cái lũ quỷ, quỷ dữ, ác ôn, phá hoại ha. Tụi bay không biết công ơn của ông bà tao hy sinh trên đất nước này. Tụi bay ở trên đất nước này mà bay á, là cái người khốn nạn, hiểu không? Bởi vậy tụi bay đi vào tù rồi á, tụi bay đừng có xin khoan hồng gì hết á. Bụng làm dạ chịu, tụi mày làm, tụi mày kích động, tụi mày phá hoại đất nước thì tụi mày đi tù. Đừng có gian xin, hiểu không? Đấy, đây là tôi nói cho bà con cô bác nghe, ai xem được cái clip này chia sẻ ra để cho những cái đứa nè, chặn mày nè, mày đừng nói nhiều.